luôn nhá. Này, tất cả mọi thứ này đều vô hàng hết nhá, của KTM hết. À, không phải sơn nhá, đúng zin luôn nhá. Mình có thể nổ máy được. Cặp bơ này là biết ra cho tiền. Chào mừng quý anh chị đã trở lại kênh YouTube Mỹ Moto. Thì hiện tại có mặt tiệm xe máy của anh Phương Nam nha các bạn. Ở địa chỉ là ngã tư Bình Chững, Thuận An, Bình Dương. Hôm nay mình sẽ đến đây cập nhật cái giá mô tô đa dòng cho anh em tham khảo luôn. Ở đây cũng rất là nhiều dòng mô tô khác nhau, mô tô cổ cũng có luôn, dạng hai thì ha, cũng có luôn. Đây. Và dài qua đây mình sẽ lướt sơ cho anh em xem ha, và sẽ gặp anh chủ. Đó, lát báo giá cho anh em mình tham khảo ở đây. Ở đây ngoài này thì có 67 đó, như là những dòng xe Honda nè, đó, độc lạ ha. Ở ngoài này nữa mới về mấy chiếc luôn các bạn ha. Đây này, em đang xịt rửa thì giờ vô đây mình gặp anh chủ cửa hàng ha, như thường gặp những video trước đây đó. Chào anh Nam ơi. Rồi lời tiên thì cũng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khách anh chị gần xa. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý khách là trong thời gian qua đã ủng hộ cửa hàng mình. Thì cửa hàng mình nằm ở ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Các bạn thì cứ đến đó thì alo mình ra đón, thì từ cửa hàng mình ra đó mấy trăm mét à. Và cửa hàng mình thì có chuyển trên toàn quốc, Bắc Trung Nam đều chuyển được hết. Cửa hàng mình có mua bán và trao đổi các loại xe. Như các bạn đang đi xe nào mà các bạn cảm thấy không thích á, hoặc muốn lên đời gì đó thì cứ đến đây. Đó thì mình thì cũng chuyên mô tô các dòng tầm trung, tầm rẻ, nói chung là mười mấy, hai mấy, ba mấy, bốn mấy là có xe mô tô chúng ta trải nghiệm rồi. Ở cửa hàng mình thì giấy tờ đầy đủ đúng pháp luật, thì các bạn an tâm về phần giấy tờ nhé. Thì cũng tạo điều kiện cho các bạn thiếu là từ 1 đến 5 triệu tùy xe. Đó. Thì nói chung là giá cả thì xe cũ thì nó cũng nhiều loại lắm các bạn. Cũng cùng một chiếc xe nhưng mà giá lại khác nhau. Là xe đẹp hay xe xấu, xe đi nhiều, xe đi ít. Bạn nào yêu thích cửa hàng mình cứ chia sẻ một like ha, ủng hộ cửa hàng mình nhé. Thì ra đây các bạn, ra đây mình xem những mẫu mô tô mới về ha. Như là cúp tôm nè, cúp tôm thấy thấy về nè, rồi có gì beo luôn. Đây nè. Đây cúp tôm 125 hay mấy? Bị số 61 nè các bạn. Hai bô hai bên nè ha. Đó. Xe này đời mấy anh em? Này giờ 2 2 11 2. Nhà mới về chưa rửa trước kìa nha. Giá là quá mình cắt rồi nhá. Giá là bao nhiêu anh em? Con này thì mình để các bạn giá là 28 triệu. Anh em mua thì mình cũng bớt lọc giá cho anh em nhé. Vẫn còn bớt lọc cho anh em thêm chút bệnh nữa. Đó. Hai bộ máy máy. Dạ. Rồi tiếp trong này. Nguyên này thì cũng có khách cọc rồi nhưng mà kêu ngày mai chuyển tiền mà chưa biết sao nhá. Thì anh em cứ liên hệ lại mình nhá. Nguyên có cọc rồi bà cho qua. Ở đây mới về một chiếc hạt lây. Hạt lây á ha. Okay, hạt lây. Cái như bạn nhìn thấy đơn giản lắm, cái form nó rất là dài ha. Nó dài hơn xe bình thường. Thấy từ cái man cá, cái xe bình thường man cá tới đây à. Nó dài ra 2 bô 150 nhá. Đó, xe này thì rất là ok, thử các bạn nghe. Máy em vô chạy rất là ngon. Nói là xe rất là ngon nha các bạn. Đó, tiếng máy rất là ngon luôn nè. Thì thầm luôn anh em ơi. Cái này thì nó tiết kiệm xăng các bạn ơi, nó một bình xăng này nó rất là tiết kiệm xăng nhá. 150 một bình xăng. Hai bô. Cái bình xăng nhỏ rất là đẹp. Rồi, giá là nhiều nữa. Con này thì bạn nào muốn biết thì alo trực tiếp cho mình báo giá nhá. Rẻ lắm. Xe này có mấy chục nhiều à.
Dạ. Anh em nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp lên số điện thoại nha, hoặc mình chụp cái màn hình xe này lại và kết bạn qua số Zalo trên này. Đó, ảnh sẽ chi tiết về chiếc xe này, riêng chiếc xe này thôi nha các bạn. Và cái này những... cao tầm 1m55 là đi được rồi nhá. Dạ. 1m55 mình đi cũng được, mà cao 1m55 cũng được các bạn. Đấy, ngồi cũng khá là thoải mái nhá. Dạ. Đấy, chân này. Đó. Dạ. Qua đây thì có những cái mẫu mình xem ở đây dạy vô nha các bạn. Còn ở trong cửa hàng rất nhiều. Bentley. Bentley 500. 500. Chạy có mấy ngàn cây đời 28 ABS. Xe này mua mới là khách mua là 150 mấy triệu á. Rồi cửa hàng mình đang cũng đang đi luôn. Bán 101. 110 triệu. Ồ. Qua đó các bạn. Số là 61 luôn. Bô zin còn nguyên nhá. Mình thích này, gắn này cho lỗ chơi. Còn bô zin nha anh em. Rồi chiếc tiếp theo các bạn, đây là một chiếc D-Lan. D-Lan. Nói chung là D-Lan cũng khá là đẹp, xe còn ok. Con này để các bạn giá 13 triệu thôi. ba triệu các bạn. Rồi qua đây cái xe này như là xe 50 ha. Đúng rồi, con Kinko 50. Kinko 50 rất là gọn rồi các bạn. Con này đời cao, máy êm. Xe này thì cho học sinh đi học này không cần bằng lái. Dạ. Đó, xe này thì để các bạn quý khách 13 triệu. 13 triệu thôi. Đó, như các bạn mình sinh viên rồi đi học rồi ha, mua chiếc xe này mình chạy rất là ok luôn. Không cần rồi, cái đèn này thì 10 triệu thôi. Rồi, vô đây thì mình thấy chiếc Rim các bạn. Đó, Rim đầu tiên nè. Đây, Rim Hàn Quốc. Đấy, dạ. Bánh mâm, biển Bình Dương. Xe đẹp, để các bạn 4 triệu nhá. Có 4 triệu thôi. 4 triệu. Xe này thì không bớt, tại vì nó quá bèo, khách đổ thì mình bán thôi. Xe mới đổ 4 triệu không bớt nha. 4 triệu là giá là chắc luôn nha các bạn. Đúng rồi, 4 triệu không bớt. Xe đàn áo bừng biết đầy đủ. Máy êm. Máy móc mình mới làm lại ngon lành hết rồi, các bạn mua gì đi không phải làm gì hết nhá. Dạ, rồi, vô đây nè. Rồi có con quay Thái, ô tô quay Thái. Con này thì bán xả luôn. Để các bạn giá 20 giảm còn 19 này. Con này thì anh em đến vẫn bất lộc giá cho anh em nhé. Dạ, còn bất lộc nữa các bạn ơi. Đó, đi chỉa ra ba cái bồ này rất là đẹp luôn. Ờ, tiếp theo đây là con Ducati. Ducati Mini 110, con này các bạn lấy mình để các bạn 13 triệu. 13 triệu. Thì mình xin nhắc lại cho anh em hiểu ha. Thì anh em xem tới đâu thích những dòng xe nào thì anh em cứ chụp cái màn hình lại ha, và kết bạn qua số Zalo, số điện thoại trên đây. Đó, ảnh sẽ chi tiết và thương lượng giá cả như thế nào đó, mình sẽ đến cửa hàng mình tham khảo thêm. Rồi, bên đây rồi trước này là nhái MX. À, mẫu đèn vuông để các bạn bớt 20 giờ bán 18, số 18 nhé. Yeah. Xe như mới luôn nha các bạn. Rồi một cặp 67 này thì để các bạn 9 triệu một con. 67 nha các bạn. Đó, giá là 9 triệu một chiếc ha. Đồng giá. Mình thấy là còn trong kia một chiếc nữa nha các bạn. Còn 3 chiếc. Còn 3 chiếc. 3 chiếc 67, mỗi chiếc đồng giá 9 triệu hết. Đồng giá 9 triệu. Tha hồ anh em đến đây mình lựa chọn. Dạ. Rồi bên đây là chiếc này. Đây là một chiếc xe, đây là CD Bentley 90. Này là CD á anh? CD. 90. À đây CD là có khách. Đúng CD 90 nha. Có khách rất là nhiều khách hỏi mình chiếc CD nè các bạn. Bình thường là CD 50 thì nhiều, mà hàng 90 này rất là hiếm. Rất là hiếm các bạn. Xe CD. Đẹp, đẹp, đẹp. Nói chung xe này dọn mới dọn hết mười mấy triệu. Dạ. Yeah. Xe này dọn mới hết trơn rồi nhá. Xe này mua về chỉ cần đi, cái này mình mới về nên là chưa có dán tem nha các bạn. Yeah. Con này mình dán một tem nên là rất là đẹp nhá. Rồi anh em ơi, thì đây mình nổ máy cho anh em luôn anh em ơi. Nổ máy này. Nổ máy cho anh em mình nghe cái tiếng xe luôn. Một phát nổ nha anh em. Đó, một phát nổ và nổ nha các bạn. Cái xe này cái mẫu nó tựa tựa như là kiểu kiểu nó giống giống như 67 ha. Nhưng mà cái tay cầm của nó cao nè. Đồ zin còn tương đối nhiều nhá. Ta xem đồ zin hết. Đó, biển số là 93.
cái động cơ chiếc này là bao nhiêu anh? 90cc. À, có 90cc các bạn. Cái này hàng hiếm nha các bạn ơi. À, quá hiếm luôn. Con này anh em muốn biết chính xác thì cứ alo cho mình nhé. Dạ. Thì mình cũng chưa mua thêm cái CD, chiếc CD Honda 90 này á, thì anh em nào có nhu cầu mình đam mê á, thì mình cứ alo số điện thoại trên đây các bạn. Đó. Rồi, giá cả thì ảnh sẽ báo cho anh em sau. Rồi, cảm ơn em đã thôi. Rồi, bên đây thì mình thấy cái chiếc kỳ beo á anh. Rồi, giới thiệu bạn đây là một chiếc Magma 110. Mẫu Magma đó, có dòng này thì nó có giá hơn thằng Rebel nhá. Yeah. Rebel thì nó không đẹp bằng Magma này. Đó. Xe này thì dọn mới nguyên con, máy êm, xe đẹp, nói chung là về chỉ việc đi không phải làm gì. Cái giá 22 triệu nhá. Cái dáng rất là gọn, rất là nhỏ gọn các bạn. Cái đầu nhỏ hoặc thấp thấp đi con này rất là ok nha các bạn. Ngồi rất là sướng. Xe rất là gọn nha anh em. Xe dọn mới nguyên con. Rồi, có 22 triệu ấy anh. 22 triệu thôi. Rồi, chiếc tiếp theo đây là chiếc CB Honda 150 kết nước làm mát. CB Honda 150. Đó, có kết nước làm mát luôn anh em ơi. Con này thì anh em lấy để anh em giá 24 triệu nhá. Dạ. Rồi tiếp theo con màu vàng này là con Lipan đời mới. Đấy, cũng có két nước luôn, xe khá là đẹp. Con này trước mình đang bán là 22 triệu, giờ giảm còn 20 triệu nha anh em. 20 triệu các bạn. 20 triệu con Lipan đời mới nhé. À, các bạn ở xa, tại vì mình cũng chật trên nhà xe nó chật đó, mình coi clip nó không có kỹ được. Thì các bạn ưng nào các bạn cứ chụp màn hình con xe đó gửi qua cho mình nhá. Các bạn Zalo qua số 0385524849. Yeah. Thì mình sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem cho nó kỹ. Yeah. Tại vì các xe đây mình đều chụp hình hết rồi. Mình sẽ gửi cho các bạn coi chi tiết hơn. Đây là Rebel 125. Hai bô hai máy. Bữa là mình bán 28 triệu. Giờ giảm cho các bạn 2 triệu chỉ còn 26 triệu thôi nhá. Bán sẵn cho anh em. 26 triệu anh em ơi. Rồi, qua đây trước đây là chiếc G15V1, nhưng mà xe này thì nó được loại một cái là nó rô hai đĩa trước nha các bạn. Hai tháng đĩa đằng trước. Đó, rô một cây bô. Đấy, xe này là hàng nhập FI nên là các bạn chạy rất tiết kiệm xăng mà đi rất là ok nha các bạn. Đồ máy nghe đấy các thì mình đang bán giá 37 triệu nha các bạn. Rồi, 37 triệu. Đây là chiếc Lipan. Đấy, con này thì to, rất là to. Đấy, con này thì cũng như một cái bô ra hai lỗ gì. Cái là phố lạ lạ. Con này thì các bạn lấy mình để các bạn giá siêu rẻ luôn. Trước là mình bán 17 triệu nhá. Đó, giá này. Giờ để các bạn giá 15 triệu thôi. 15 triệu các bạn. Ờ, 15 triệu nhé. Rồi, ra lướt sơ cái dàn ngoài cho anh em xem ha. Đó, rồi, vô trong các bạn ơi. Đây, lướt qua phía này rồi mình vào trong, anh em mình vào trong. Dạ. Đó, đây những cái dòng ô tô cổ điển độc lạ nè. Đó, cũng có ha, rồi. Đây, ở đây có KVR 125 luôn. Đây, đây thì đây giới thiệu cho anh em mình chiếc cổ độc lạ hai thì các bạn, Suzuki. Đây, đây cửa hàng mình thì trên mấy cái đồ cổ này. Phát một là
rồi. Rồi, đó, thì, ok chưa anh em? Đó, giá là nhiêu okay. Anh em? Con này để anh em giá 18 triệu. Ồ, 18 triệu các bạn. Dạ, sơn thì nó xuống theo thời gian. Yeah. Còn bạn nào mà muốn đẹp bỏ ra 1 triệu là sơn mới nguyên con nhé. Dạ. Xe rất là cổ. 18 triệu anh em ơi. Rồi, vô đây anh ơi. Còn... Ừ, tiếp theo đây là chiếc Dali Magma 2 vô. Con này thì mình đang bán là 24 triệu, giảm cho các bạn 2 triệu, chỉ còn có 22 triệu thôi. Cái mâm nó khá đẹp nè, đặc luôn ha. Đúng rồi, bán sẵn đây anh em luôn, mâm này sáng trưng này, mâm đẹp sạch nhá. Mấy bạn nào ưng cái chụp hình gửi qua mình chi tiết cho nhá. Rồi. Rồi, rồi đây tiếp theo đây là Revell 170cc. Đó. Máy êm nha anh em. Đây đẹp máy êm nha anh em. Rồi con KVR. KVR màu đỏ đi, xe còn khá là đẹp, máy êm luôn. Nhà mình thì còn đến 4 con KVR, 4 5 con nhá. Dạ. Đấy, giá đổ đồng các bạn là 29 triệu. Lấy con nào đấy nha các bạn. À, còn 4 con nha các bạn. Rồi, biển số thì khác nhau các bạn ha. Biển số thì tỉnh nào cũng có, anh em đến đây tha hồ mình lựa chọn. Rồi tiếp theo đây là chiếc Revell 3 đĩa. Con này thì để các bạn bữa là bán 24 triệu rồi, giờ giảm giá xả lỗ cho các bạn luôn, 20 triệu nha. 20 triệu rồi có một chiếc Revell 3 đĩa rồi. Bô độ nè các bạn, nó nổ rất là to. Rồi, rồi chiếc tiếp theo đây là chiếc Honda Magma nha bạn, Honda nha. Hàng Honda để các bạn 27 triệu. 27 triệu, con này mới về chưa rửa trước thì luôn. Nếu các bạn nhìn xa con này thì các bạn nhìn hình dung giống xe gì ạ? Giống như kiểu là Sundown ha. Hay là của thằng Viago. Nhưng mà thực ra đó là Lifan thôi. Nhưng mà đây là cái rô tay cầm của Harley này. Đó, cái mẫu theo zin theo xe nha các bạn ơi, nhưng mà đây là hàng độc lạ nhá. Đấy, Lifan độc lạ, máy V, hai bô, hai cái bô mới tinh đẹp này. Đó, máy V nha các bạn, xe này đi cực kỳ ngầu. Ra đường nhìn rất giống Harley nhá. Một nửa Harley, một nửa Sundown. Đó. Con này thì mình để các bạn giá 27 triệu. Đấy, xe đẹp nhá. Nhìn xa tỉnh Benelux. Rồi. Rồi, đây là chiếc đây. Super Harley. Đó, con này thì các bạn ưng thì alo cho mình nhá. Xe này thì giá có mấy chục triệu thôi. Cái này là cũng chạy được có mấy ngàn cây, 8.000 cây, xe chính chủ nhá. Ba đĩa có két nước làm mát. Xe này cái nó chiều dài nó rất là dài ha. Đúng rồi, cái này dài đúng rồi. Khoảng 2m7 nha các bạn. Con này máy êm cực kỳ luôn. Bạn nào không thì các bạn Zalo mình gửi hình chi tiết cho xem nhé. Yeah. Rồi chiếc tiếp theo đây là chiếc Revell 3 đĩa 170. Chính chủ, xe đẹp, máy êm, máy zin luôn. Để các bạn giá 35 triệu. Đó. Xe zin hết nhá. 170 phân khối 3 đĩa. Yeah. Rồi. Chúng ta đi vào trong này cũng có rất nhiều dòng xe đẹp. Có thấy chiếc Duca Tem Đúp KTM. Đúp KTM này các bạn. Chiếc này là 200 hả anh? Con này 200. Ồ, quá đẹp này đúng luôn ha. Con này thì xe zin chính chủ, biên bản đủ thắng ABS nha, bản đủ luôn. Con này như mình lên mạng mình coi là nó bán như 100 mấy chục triệu á. Xe này nó có đồ đồ chơi của KTM luôn bạn nhá, mấy tay cầm này là của chính hãng luôn nhá. Này, tất cả mọi thứ này đều dô hàng hết nhá, của KTM hết. Đó, không phải sơn nhá, đúng zin luôn nhá. Mình có thể nổ máy được không anh? Chắc là nổ được. Cái bô không là tiền không nha các bạn. Đấy, cặp bô này các bạn cứ lên mạng thích cái cặp bô này là biết bao nhiêu tiền.
mẫu xe quá đẹp các bạn. Xe này nó vô rất nhiều đồ kiểu phía dưới này. Đó, các bạn nào nói chung là xem kỹ rất nhiều đồ kiểu phía dưới nhá. Xe này cực kỳ đẹp. Xe này nó như mới, bản đủ ABS nha. Dạ. Đấy. Xe rất mới luôn. Cho các bạn quay qua đằng sau một lần. Quay kỹ cho anh em mình. Dạ, nghe kỹ cho anh em mình xem cái chiếc này một tí ha. Biển số thành phố luôn nha các bạn. Con này là màu cam đen, cam trắng, trắng đen mà nó ra pha một cam màu đẹp lắm các bạn. Rồi cái giá cửa hàng mình để là bao nhiêu anh ha? Cửa hàng mình đang để giá 58 triệu. Ồ, có 58 triệu rất là rẻ nha các bạn. Cái này mua mới 100 mấy chục triệu, các bạn cứ lên để coi nhá. KTM đây là hàng nhập của châu Âu nhá. Bản đủ Dute nhá, bản đủ nha các bạn này, nhìn cái tem này nó là 100 mấy chục triệu đó. Mà cửa hàng anh hôm nay có là giá siêu rẻ cho anh em luôn, chỉ 58 triệu thôi, ABS luôn. Đó, cặp bô này anh em. Bô rất đẹp luôn. Rồi. Ở trong luôn nè, trong xe đó mình xe trong đó là xe mô tô Hàn Quốc 3 đĩa. Đấy, con đấy thì giá rẻ thôi, để các bạn giá 30 triệu. Rồi sẵn đây mình xem mấy cái chiếc ở trong luôn nè. Ừ. Đây có con SZ150 dạ. FI. Đó. Đây có con đấy, còn đây lên form áo Z1000. Đấy để trước mình bán 30 triệu rồi giảm 2 triệu chỉ còn có 28 triệu thôi. 28 triệu các bạn ơi. Đây cúp tôm này luôn anh. Cúp tôm này để 28 triệu. 28 triệu cúp tôm các bạn. Đây, có con Suzuki GL này thì con này thì để các bạn giá 15 triệu bán xả nhá. 15 triệu. Đây cũng có Benelli. 125. Con này thì để các bạn giá 25 triệu, xe biển Bình Dương, xe đẹp. Cái này FI. Dạ, rồi, qua đây các bạn. Qua đây thì cái mẫu xe mẫu xe Ninja luôn anh em ơi. Con này là không phải Ninja mà nó là Kangoo. Kangoo là cái áo Ninja con này màu cam đen cực kỳ đẹp nha các bạn. Con này là FI 3 đĩa luôn, đằng trước 2 đĩa, đằng sau 1 đĩa. Phân phối của nó là 350. 350 ha. Đúng rồi. Hơn thì là 350 phân phối nhá. Con này để mua mới của nó là 110 mấy triệu, gần 120. Mới chạy được 6.684 cây, 6.008 nhá, bên Sài Gòn luôn. Rồi. Con này của mình đang bán giá là 65 triệu nha anh em. Ồ, có 65 triệu các bạn. Giá quá rẻ nhá. So với G15 V3 thì anh em thấy cái này nó là nó cái giá xe nó theo cái động cơ đó, là mình thấy chiếc này là ngon hơn G15 V3 đó nè. Nói chung rẻ gần một triệu tiền so với mua mới. Dạ. Rồi bên đây luôn anh. G15 chạy được 3.000 cây. Con này thì để bước khách bật yếu bình mình đang sạc lại nhá. Con này thì xe đẹp zin nguyên con. Đấy chạy 3.000 cây thôi. Con này thì biển 65 Cần Thơ, giá 56 triệu. 56 triệu các bạn. 56 triệu. G15 V3 nè. Rồi. Rồi chiếc theo đây là TFX hàng nhập. Con này nó cũng vô là 2 đĩa đằng trước nha bạn. 2 đĩa đằng trước. Lát mình sẽ quay đằng trước cho anh em tham khảo. Xe này thì mình để với bạn 48, giảm 2 triệu chỉ còn 46 triệu nhá. Yeah. Rồi tiếp theo là chiếc CVR phiên bản nhập Indo. Đấy, xe này với mình bán là 60 triệu, giờ giảm 2 triệu là còn 58 triệu. Yeah. Xe zin nhá, con này có bọc keo chuồng nguyên con nhá, xe zin nhá. CBR các bạn. Đi xa đi ok luôn, xe chính chủ. CBR 150 của Indo nha anh em. Rồi GBX. Đó, xe này thì nhập Thái. Xe đời mới luôn. Bữa mình bán 41 triệu giờ giảm 1 triệu còn 40 nha anh em. 40 triệu thôi các bạn. Demon 150. Rồi, sẵn đây thì mình rồi, đây mình làm luôn con Dalim. Dalim luôn. Dalim rẻ các bạn, giá 14 triệu, quá rẻ luôn, đẹp. 14 triệu các bạn.
Còn bên cạnh đây thì cũng có một chiếc Dalima dọn độ dọn phong cà phê khá đẹp nhá. Con này thì bạn nào muốn xem này thì nhắn tin con mình gửi hình cho nhá. Con này giá 17.500.000. Đó, biển số là 49 nha các bạn. Xe dọn lên rất đẹp luôn. Rất là gọn. Rồi bên đây còn cái mẫu Rebel nữa anh. Con này là con Lambo của Hàn Quốc. Dạ. 150, xe khá là đẹp, máy êm, để các bạn giá 24 triệu. 24 triệu các bạn. Rồi, tiếp theo là chiếc CBR. Con này CBR. Như của Thái phải không ta? Rồi, của Thái các bạn. Đúng rồi, đây là của Thái nha các bạn. Một con này thì cực kỳ đẹp. Biển số bật mí cho các bạn là biển số rất là đẹp, đó là 23939. Số là đẹp các bạn, rất là đẹp. CBR nhập Thái. Giá ở đây luôn 45 triệu cho một biển số đẹp. Xe mới tính không một cái chày nha các bạn. Đấy, kiếm được cái chày tặng xe luôn. Có 45 triệu thôi anh em. Xe nhập nguyên con từ Thái nha. CBR 150. Đó, thì nãy giờ mình tham khảo những cái dòng mô tô cho anh em á. Anh em nào có nhu cầu thì mình cứ tới đâu á, thích cái mô tô nào thì anh em cứ chụp cái màn hình lại ha, và sẽ kết bạn qua số Zalo trên đây. Đó, anh sẽ gửi ảnh chi tiết hơn ha cho anh em xem. Thì mình sẽ lướt sơ cho anh em cái dàn đầu cho anh em xem. Đó, những cái mẫu xe nãy giờ mình xem qua ha. Đây. Đó, thì video mình chỉ làm tới đây ha anh em. Đó, hẹn anh em clip sau ha, mình sẽ cập nhật thêm cho anh em những cái dòng xe như bên đây nè và trong kho nữa, còn rất là nhiều luôn. Mình sẽ làm riêng một clip sau ha, nha anh em. Đó, những cái dòng xe tay ga cũng có nè. Đây, Vespa hạng sang còn rất là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn anh Nam ơi. Chào anh nhé. Cũng dạ. Cuối video thì cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhá cho tất cả quý khách ủng hộ cửa hàng mình trong thời gian qua. Dạ. Thì cửa hàng mình cũng cố gắng là sưu tầm những dòng xe độc lạ, đẹp để anh em chúng ta cùng trải nghiệm. Có thể là có những xe chúng ta không đắt tiền. Dạ. Nhưng chúng ta ra đường phải rất nhiều người ngắm nhìn. Tại vì đơn giản nó là hàng độc lạ anh em. Dạ. Đó, ok. Rồi, video mình chỉ làm tới đây ha. Anh em hãy thích cho một like và đừng quên đăng ký kênh theo dõi ủng hộ mình nha anh em. Để có động lực mình làm thật là nhiều video hay hơn nữa cho anh em xem. Rồi, hẹn anh em trong những video tiếp theo ha.